Chữ phước là gì? Là những cái điều kiện để nó tụ hội những cái điều lành. Pháp Hòa ví dụ, mình thấy người đó đẹp đẽ, mình nói trời có phước ghê, sanh ra đẹp. Mình thấy người đó hạnh phúc, mình cũng nói có phước ghê. Mình thấy người đó có con thương, cũng có phước. Người đó chồng thương, mình đều gọi là phước. Cái gì mà nó đặc biệt, nó thù thắng, nó tốt đẹp, chúng ta đều gọi chung là có phước. Vậy thì cái phước nó cũng dễ tìm, chứ không có khó. Cái quan trọng là chúng ta biết nhận ra mình có phước không. Chẳng hạn như ngồi đây, quý vị có biết là mình có phước không? Có phước lắm. Có người thì có ghế ngồi, mình cũng có phước mình được đứng. Có phước mới được đứng chứ. Rồi có người ngồi trong này gió luồn vô hơi lạnh lạnh, mình có phước được đứng ngoài nắng ấm. Tất cả chúng ta đều có phước hết. Nhưng mà cái phước đó, nếu chúng ta biết gieo trồng thì cái phước lành nó tăng trưởng. Ai cũng có tiền, nhưng mà quan trọng là cách xài tiền, để cái tiền mình nó còn hay là nó mất. Cho nên phước cũng vậy, mình có phước mình xài phước, nhưng mà phải có xài chứ không thôi ta nói mình keo. Phải xài phước. Tức là xài là gì? Mình chi dùng trong cuộc sống, nhưng mà mình xài mà mình không có tổn. Xài biết gây dựng. Thí dụ mình có 5 đồng à, mình ăn một phần nào đó, mình bố thí phần nào đó, mình giúp ai phần nào đó. Nếu mình làm, hoặc là trong khi mình xài cho bản thân, nhưng mà xài đúng, xài không phung phí thì không có mất phước. Nhớ, mà không có mất phước, mình xài đúng mà. Chứ mình đâu, thí dụ như cần đi chợ mua thức ăn thì phải mua. Chứ còn thí dụ như cần mua ăn nhưng mà mua cho mình thì thiệt ngon, mua cho người khác ăn dở ẹt. Thì cái này là mình cũng có phước, nhưng mà một đời giai đoạn nào đó thì mai mốt mình cũng được người ta đối xử vậy. Điều thứ tư mà một vị cõi trời có là gì? Là vị đó biết khi có một Đức Phật ra đời, vị đó biết thỉnh chuyển pháp luân. Bây giờ không có Phật, nhưng mà mình làm gì? Mình thấy một vị cao đức nào có khả năng truyền bá đạo lý, mình thỉnh vị đó nói pháp. Cho nên ở đây quý vị hay mời các thầy. Có nhiều khi Pháp Hòa thấy các Phật tử, các đạo tràng, nhiều khi có một nhóm Phật tử vậy, rồi biết được có một thầy nào đó đến đó thăm, cái mình mời thầy để nói pháp cho Phật tử nghe. Và mình thường gặp quý thầy, mình hỏi đạo. Mình hỏi đạo. Cái gì mình không hiểu mình hỏi. Mình hỏi để làm chi? Thứ nhất là để giúp cho mình mở mang. Thứ hai là mình tạo cái cơ hội để thầy đó thể khai chuyển pháp. Dù thầy nói cho mình có 10 phút thôi, nhưng mà nếu mà không hỏi thầy đâu có nói. Như vậy thì khi mình hỏi thầy có phước không? Thầy cũng có cái phước của thầy, là thầy nói cái đạo lý cho mình nghe. Thầy nữ là thầy có phước, thầy hiểu được Phật pháp, mà thầy không có ai hỏi hết, thầy không có phước thầy nói để truyền bá. Cho nên khi quý vị hỏi đạo cũng có nghĩa là quý vị tạo cái phước cho pháp sư. Pháp sư biết pháp, pháp sư nói. Mình là thính chúng, mình cầu học, mình hỏi. Cho nên cái chữ nghi ở trong trường hợp này là gì? Là không hiểu mà hỏi, chứ không phải là không cần tìm hiểu gì hết. Thấy là cứ khởi cái tâm nghi ngờ, đố kỵ, thì hai cái chữ nghi nó khác. Nghi là trong cái trường hợp là không hiểu mà hỏi, hỏi để khai mở cho mình, thì cái đó không có gì sai. Thì trở lại, một ngôi chùa để làm gì? Thứ nhất là để phát triển tâm linh. Ngày xưa nhà thơ Vũ Hoàng Chương cũng có một cái bài thơ: dân tộc ta không thể nào thua, đạo Phật ta đời đời sáng lạng, dẫu trải qua mấy phen ly tán, nhưng vẫn còn nước à, còn sức sống, còn chót vót ngôi chùa. Và nhà thơ Nguyễn Bính cũng có câu: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Phải không? Có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Đó là quê hương của mình. Sớm hôm á, thì có trăng rằm,
thì mình biết rằng ngày nào mà có trăng, ngày nào mà có, nơi nào có chùa thì nơi đó có người dân. Và cái hình ảnh ngôi chùa, không phải chùa ở thành phố mà theo ở Huế đó, làng nào cũng có chùa, ta thường gọi là chùa làng. Trong cái làng đó có một ngôi chùa, và cái ngôi chùa đó để gì? Để mà dân làng đến thăm viếng, có thể không có trụ trì, một năm các vị thỉnh vài lần chư tôn đức về để mà thiết lễ, cầu nguyện hay là thuyết pháp. Nhưng mà bình thường thì cái nơi chốn để các vị đến thắp hương. Thứ hai là một cái ngôi chùa để sinh hoạt văn hóa xã hội. Thí dụ như chùa có tổ chức những cái sự kiện, những cái khóa tu, hay là tổ chức những cái buổi Tết hay là Trung Thu vân vân. Đó là gì? Để duy trì cái văn hóa. Rồi bây giờ ra tới hải ngoại thì chùa còn làm thêm gì nữa? Mở trường Việt ngữ. Ngoài cái chuyện mở lớp Phật Pháp, chúng ta còn mở thêm trường Việt ngữ để mà dạy cha con em nó học chữ tiếng Việt. Cho nên có nhiều người sợ con mình không biết tiếng Anh, cho nó đi học tiếng Việt, sợ nó biết tiếng Việt nó quên tiếng Anh. Bởi vậy mà người hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ, Pháp Hòa đi ngang một cái ngôi nhà thờ, thì cái nhà thờ này mới cũng mở lớp vậy, thì nhà thờ mới để một câu: chỉ sợ đàn em quên tiếng Việt, chỉ sợ đàn em quên tiếng Việt, đừng lo bọn trẻ kém anh văn. Cho nên bây giờ đây á, các chùa, các thầy á, dấn thân. Các thầy dấn thân tới thì các thầy không có thụ động chỉ biết lo tu, mà các thầy trẻ có năng lực dấn thân, tức là mở các trường Việt ngữ hay là các lớp Phật Pháp. Mà cái quan trọng á, là cha mẹ phải khuyến khích con em mình tham dự những lớp học. Mình đừng có bỏ trôi, thôi kệ đó, nó đi không đi thôi, đừng có ép. Mình phải tạo cái duyên chứ. Ví dụ như bây giờ, thí dụ nè, con mình nó sáng mình kêu nó dậy đi học, nó nói thôi con buồn ngủ quá. Mình có bao giờ mình nói thôi kệ nó đi, đừng có ép nó, để nó ngủ đi? Tại vì mình ý thức là nó phải đi học. Thì tại sao mình không thấy cái chuyện nó học cái đạo đức, cái tâm linh, cái truyền thống cũng quan trọng tương đồng, phải không? Thành thử ra một tuần lễ mình khuyến khích, mà nhiều khi một năm chùa chỉ tổ chức có mấy khóa tu thôi, nhưng mình cũng không mấy gì quan tâm khuyến khích con em mình đi tham dự. Cho nên á, một số làm xong rồi cái thì cái ý chí không có được nung nấu bằng sự hỗ trợ của phụ huynh, của người thân trong gia đình, thì một thời gian sau thì cái nơi chốn đó không còn đủ cái ý chí tổ chức nữa. Mình tổ chức mà có le hoe mấy người đi tham dự thì làm sao? Cho nên mặc dù nó là có chùa to, nó có điều kiện rất nhiều, nhưng mà không thể tổ chức là vì nó thiếu cái phần hợp tác của cha mẹ, của phụ huynh. Chùa tổ chức, mình khuyến khích con em mình đi, thậm chí mình phải đi với các em luôn. Ở bên chùa Pháp Hòa mỗi năm tổ chức khóa tu cho các em nhỏ 3 lần: mùa xuân, mùa hè, mùa đông. Thì các cái khóa tu mùa đông á, thì các em bên Mỹ thích lắm, tại vì nó qua nó được chơi tuyết. Mà nhất là những em nào mà ở xứ nóng là nó thích lắm, tại nó qua nó được đi chơi ski, đi chơi skate, hay là nó chơi những cái sleigh ở trên đất của Tây Thiên. Và mỗi năm mùa hè đó, các em nó về đông, thì Pháp Hòa khuyến khích cha mẹ đi chung. Để làm gì? Khi các em ở trong khóa tu, mình cha mẹ cũng tham dự, nhưng mà mình có thời khóa riêng cho người lớn. Và đặc biệt là tổ chức những buổi hội thảo pháp đàm giữa cha mẹ với nhau, chia sẻ những khó khăn nuôi dạy con cái, chia sẻ những thành công, những điều, những cái phương tiện nào mình đã giúp được con mình vượt qua những cái đau khổ. Không có nhà nào có con mà không rầu rĩ, không lo. Ngàn nhà là hết, 999 nhà có con đều phải lo hết. Mà nhiều khi cái đời sống ở đây nó khác với cái suy nghĩ của mình, tại vì mình là sống rất là gần cha mẹ.
Còn mấy đứa ở đây nó lớn cái là bắt đầu nó muốn có một thế giới riêng của nó. Và đặc biệt bây giờ là nó có một cái thế giới nó nằm trong tay nó đó. Thấy không? Hồi đó nó gặp mình á, nó hồi chưa có cái phone á, nó gặp mình nó khều, mom I want this, mom I want that. Bây giờ nó không có khều, nó quẹt không à. Cuộc sống có hai action thôi, một là khều, hai là quẹt. Hồi xưa không có iPhone, nó không có quẹt, nó gặp mình nó khều không à. Mom I want that, daddy I want that. Bây giờ nó không có khều nữa, nó quẹt không. Mà hễ mà mình muốn nó ngồi yên cái đưa cho nó quẹt đi con. Mình nhiều khi cũng có cái lỗi của mình chút là gì, nhiều khi mình bận việc, mình bận rộn, mình muốn cho nó ngồi yên cái mình đưa cho nó cái phone, rồi nó xài xong rồi nó giờ nó quen. Cho nên á, người lớn á mà có ghiền cái gì á cũng khó trách lắm, tại không. Cho nên từ đó mình mới phát hiện một điều, đã là phàm phu chúng sanh thì tập nghiệp nó giống nhau, không luận là tuổi tác. Nhỏ nó ghiền theo nhỏ, lớn nó ghiền theo lớn, phải không? Con nít nó ghiền theo kiểu con nít, người lớn nó ghiền theo kiểu người lớn, người lớn ghiền to tác hơn. Con nít nó ghiền theo cái tuổi tác của nó. Chúng sanh mà, phải không? Mà hơn nữa là quý vị thấy á, tại thì khi chúng ta có một cái đắm chìm thì buông không được. Bây giờ có những em gần như bỏ học, hoặc là học về là chỉ biết game chứ không còn biết gì nữa. Rất nhiều những cái chuyện như vậy xảy ra trong đời sống của cộng đồng của chúng ta. Mà Pháp Hòa thì mỗi ngày nhận được phone nè, nhận được email nè, Phật tử đến chùa hoặc là những khóa tu mà các vị lên tham vấn, hầu như những câu chuyện nó tương đồng với nhau. Con cái là gia đình. Cho nên chúng sanh nào cũng có những tập nghiệp. Vậy thì chúng ta cần có những cái trung tâm, những cái nơi như vậy để làm gì? Để cho mình trở về. Thường thường á, khi mình khổ mình mới suy nghĩ tới cái chuyện là đi về chùa, phải không? Thường thường là vậy, chứ không phải là ai cũng vậy. Nhưng mà khổ thì mình nghĩ tới. Thì cũng như thế, lúc bình thường con mình mà nó không chịu đi chùa, mình nói thôi kệ nó đi để nó tự do, mà hãy bắt đầu mình thấy nó có triệu chứng bất trị cái phone lên chùa, thầy cứu con. Không quen làm sao cứu, không có quen biết với nó làm sao nói chuyện với nó. Cho nên quý vị dẫn nó lên chùa để cho nó biết cái mặt cái ông thầy đó ra làm sao. Rồi thỉnh thoảng thầy cũng chơi với nó, thầy cũng nói chuyện với nó. Rồi khi hữu sự dẫn nó lên chùa, nó có thể nó mở lòng một chút, nó nói. Còn tự nhiên lạ quắc lạ quơ ở đâu tự nhiên dẫn tới, nói với thầy, nói cho nó nghe đi. Trời ơi, mô Phật. Mình vừa kêu nó xuống, what's wrong with you? Sự thật là vậy. Bây giờ quý vị mà muốn nói chuyện với Pháp Hòa, ít nhất là quý vị dù chưa gặp in person, nhưng quý vị đã gặp em trên YouTube rồi. Cho quý vị sẵn sàng tới quý vị gặp, quý vị nói tôi có chuyện muốn nói với thầy. Chứ còn tự nhiên lạ, khó nói chuyện lắm. Thành thử ra đừng, mà Pháp Hòa rất là ngại cái chuyện mà mỗi lần mà gặp mấy đứa nít, thầy vuốt đầu nó cho nó ngoan đi thầy. Nhiều khi nó đâu có biết mình là ai mà mình kêu nó, mà nó không tin mấy cái chuyện đó, nó không thích mấy cái chuyện đó, mình vuốt mà mình cũng ngại muốn chết. Phải làm quen, cho nên phải dẫn nó về chùa. Cho nên mình có chùa để làm gì? Mình có chùa đâu phải để mình đi rồi con mình ở nhà. Có chùa là để cả gia đình mình cùng đi. Quý vị biết ở bên Tích Lan á, những ngày rằm, những ngày mà cúng á, 5 giờ sáng thôi là vợ chồng con cái, con nít con nôi giờ họ dẫn đi chùa khắp hết cả nhà, mà mặc đồ trắng cùng một màu với nhau. Tại vì ở bên Tích Lan là họ theo quan niệm là bạch cư sĩ, bạch y cư sĩ, cho nên đi chùa là mặc đồ trắng hết. Con nít nó cũng mặc cái xà rông trắng, nó mặc cái áo trắng rồi lẩm đẩm vậy, cầm đưa cho nó cầm cái hoa sen. Pháp Hòa qua bển đi vô chùa làm lễ lúc 5 giờ sáng là thấy trên đường là ngộp Phật tử hết. Người ta đi chùa, ta kéo lũ, người lân luôn người ta kéo về, mà con nít, người lớn, cả nhà nó cùng đi. Nó thành một cái thói quen rồi. Rồi người ta mở Sunday School, khuyến khích con em đi học. Còn con mình chùa nào cũng tổ chức mà mình không mấy quan tâm.
Mà cái đó là mới nói tới cái riêng là với Phật giáo đó. Chứ còn cái chung là những trường Việt ngữ mở mình cũng không có khuyến khích nó đi học. Vì vậy cho nên đó, phần lớn là nó không có nói được tiếng Việt, hoặc là nó nói được mà nó không biết viết. Cho nên mình phải biết rằng một ngôi chùa dựng lên ngoài ý nghĩa đáp ứng vấn đề tâm linh, nó còn có một việc là gì? Cho mình giao lưu văn hóa xã hội, rồi cuối cùng là những cái nơi để giáo dục. Đâu phải trường chùa chỉ để dạy Phật pháp đâu. Bất cứ một cái gì khó khăn trong cuộc sống, quý vị đều về chùa để mà nhờ các thầy, các sư cô cố vấn cho mình. Như vậy, quý vị biết rằng một ngôi chùa không phải chỉ để thờ Phật, thờ ông bà, tổ tiên theo tín ngưỡng không. Cái đó là về mặt tâm linh. Nhưng mà cái quan trọng nhất là đáp ứng được cái đời sống cho con người, cho tín đồ kịp theo cái xã hội. Mà bây giờ đây, cái xã hội nó càng văn minh thì nó lại càng có những cái khó khăn. Hồi xưa mình đi học về, mình quấn quýt với cha mẹ, ăn cơm chung với gia đình. Ngày nay con mình là hầu như là nó muốn ở trong phòng nhiều hơn. Và thậm chí mình cũng không được quyền đi vô phòng nó một cách tự nhiên. Vô là phải gõ cửa, phải hỏi nó, thí dụ vậy. Cho nên mình phải, khi nó còn nhỏ, nó chưa quá trễ, mình nên tạo cái điều kiện trở về. Trừ khi nào mình làm hết tất cả các duyên mà nó vẫn không có đúng như ý mình, thì chừng đó mình mới được quyền nói tùy duyên. Nhưng mà chưa gì hết mà mình đã tùy duyên thì mình không có tạo duyên. Duyên là phải do mình tạo, phải không? Thí dụ như Phong Hòa ở đây, quý vị ở cách đây 3 tiếng mà tại sao quý vị tạo duyên về đây? Nghĩa là quý vị muốn, cho nên quý vị bằng mọi cách đi về đây. Hồi sáng qua gặp mấy bác tội lắm, đi từ khuya luôn mà ngồi ngay cái cửa cổng này để chờ. Pháp Hòa vừa bước tới, mấy bác đứng dậy mà nắm tay, mà vuốt ve, mà tỏ cái sự thương mến mình, rất là cảm động. Thành ra quý vị biết rằng cái đó là, rồi quý bác làm sao tự đi được. Mình thấy quý bác muốn đi thì các vị trẻ có xe tạo duyên đưa quý bác đi. Cho nên thưa đại chúng, nếu mà mình nhận ra một điều rằng trong cuộc sống này á, mình thường tạo duyên cho nhau. Đó. Mình biết người kia muốn cái gì, mình tạo duyên cho người đó. Cũng giống như bây giờ đây, những cái bài giảng và mình thu xong rồi, mình tạo duyên cho những ai không thể đến nghe trực tiếp được thì người ta qua nghe gián tiếp qua những cái YouTube. Nhưng mà quý vị phải nghe bản gốc nha. Bây giờ nó có chế độ giống như những trung tâm băng nhạc vậy đó. Lên kêu quý vị nhớ mua bản gốc ủng hộ. Bây giờ băng giảng là họ cắt xén, họ thay tựa, họ đổi tên, họ làm đủ kiểu hết. Thật ra cái tốt thì mình nghĩ tốt đi, đừng nghĩ người ta cái khác, mình nghĩ là người ta muốn truyền bá đi. Nhưng mà từ ngữ của những cái đề tựa đó nó phải phù hợp với cái tâm nguyện lành của mình. Đâu có bao giờ một pháp sư nào, một giảng sư nào mà nói những cái câu mà nó nặng nề khó nghe. Mục đích của mình là muốn người ta hấp dẫn, người ta click vô đó để người ta nghe. Nhưng mà không cần đến mức độ như vậy. Nó phải có những cái chừng mực thôi. Thí dụ như có một lần đó họ cắt một cái băng Pháp Hòa, họ để cái tựa là lòng người, con người có lúc còn hơn lòng lan dạ thú. Ông thầy nào mà nói câu đó? Mà quý vị mà thấy cái clip như vậy là trời ơi, tôi muốn biết ông thầy Pháp Hòa ông nói cái gì. Cái click vô đó nghe đó. Thí dụ như là một cái câu là người ta hỏi là có nên tụng chú Đại Bi không, thì thay vì mình đặt cái tựa là có nên tụng chú Đại Bi không, đổi ngược cái tựa lại không nên tụng chú Đại Bi. Cái tự nhiên người ta muốn biết ông thầy này bữa nay ông nói cái vụ gì mà không nên tụng chú Đại Bi. À, rốt cuộc cái người mà người ta nghe, người ta không có vui vẻ với những cái đó, cái người ta chửi mình. Cho nên là có những việc thì trở lại hôm nay, vì sự kiện là chúng ta xây một chánh điện,
Nhưng mà không phải chỉ ở đây không. Quý vị sẽ thấy, đã thấy và đang thấy và sẽ thấy những cái ngôi chùa đã dựng lên, đang dựng lên và sẽ dựng lên. Thì mình đặt một câu hỏi, tại sao phải xây chùa mà ngày xưa là Phật ở trong rừng? Hai cái hoàn cảnh nó khác. Thí dụ như ngày xưa đó, là các thầy là mặc áo là không được hở, không có được che cái tay phải, phải hở cánh tay phải ra. Thời bây giờ chẳng những kính mít mà còn phải mặc theo cáo len nữa nè. Phải không? Thì ở đây Pháp Hòa mới thưa đại chúng là tùy cái hoàn cảnh. Tại vì đạo Phật là sao? Chúng ta thích ứng được với thời đại để chúng ta truyền bá được những cái điều chúng ta. Ở đây mình muốn nói với con nít phải học tiếng Anh. Nếu mình qua Pháp phải học tiếng Pháp. Mình ở Đức mình phải học tiếng Đức. Như vậy thì mình mới có thể nói với người ta được. Đức Phật sanh ở trong loài người thì Đức Phật cũng phải học tiếng nói của con người. Tiếng nói con người, cái đó gọi là món đó thì Phật cũng gọi như vậy. Mặc dù Ngài biết gọi cái gì cũng trật hết á. Ví dụ như quý vị gọi đây là chung là hoa, nhưng mà người ta hỏi hoa gì, cái mình nói là hoa này, hoa cẩm chướng, hoa ly ly, hoa gì đó. Nhưng mà thật sự bản chất nó không có ly ly, không có cẩm chướng gì hết á. Với cái nhìn chân thật, hoa này chỉ là một cái hình thức vậy thôi. Nó héo, nó tàn mà. Nhưng mà mình tạm đặt cho nó cái tên. Và để cho quý vị dễ nhận, nói anh lên đó anh bưng giùm tôi cái bình hoa lài hay bình hoa vạn thọ, nói cho người ta bưng. Kêu bình hoa không à, ta xuống ta không bưng gì hết, cái nói người ta lì, không nghe lời. Hồi nhỏ có cái ông đó, ông biểu con ông á chạy ra ngoài chợ á, mua một đồng đường, một đồng giấm, một đồng đường. Ông đưa hai cái chén. Thằng nhỏ nó chạy vô, nó nói ba ơi, đồng nào mua đường, đồng nào mua giấm. Rồi ông thấy nó một chuyện rồi ha. Ông đây ông mới tức quá, nhưng mà ông ráng dằn xuống chỉ, đồng này mua đường, đồng này mua giấm, mặc dù hai đồng nó giống nhau. Nó đi đường đổi, nó chạy vô, nói ba ơi, ba chén nào đựng đường và chén nào đựng giấm. Ông đập cho nó một trận. Ông đập thằng nhỏ là con của ông, phải không? Thì ông nội nó đi vô, nó tại sao mày dám đánh cháu tao, mày đánh cháu tao, tao đập con thằng cha mày. Vô minh chùm đó. Ở thời nào chúng ta phải có cách đó. Có nhiều lúc mình làm cha làm mẹ mà đôi khi bây giờ, thời buổi bây giờ phải học ngôn ngữ của con cái để có thể hiểu nó đang nói gì. Nhiều khi bây giờ nó có những cái ngôn từ của nó lên xe nó nói với nhau, mình không biết gì hết. Nó ngồi chung một bàn ăn mà hễ nó muốn nói chuyện riêng của tụi nó với nhau là nó có chữ của tụi nó nói, là mình không biết gì hết. Mà khi nào nó xoay qua mình là bắt đầu nó sa rặn từng chữ nó nói theo cái ngôn ngữ của mình. Cho nên mình muốn rà, mình muốn làm trinh thám biết con mình nghĩ gì thì đôi lúc cũng phải mở lòng và học những cái đó. Cho nên rồi hôm nay sẽ có một lễ đặt một viên đá, hay là có không Pháp Hòa không biết, nhưng mà thấy để lễ đặt đá. Thưa đại chúng á, khi mà mình muốn xây dựng cái gì thì chúng ta chỉ đáo một cái lễ thôi, đặt viên đá xuống để làm một cái chứng, một cái biểu tượng là gì? Nền móng. Là một cái nền tảng, một cái nền móng. Thì tất cả chúng ta đây cũng thế. Chúng ta muốn tu tập cái điều gì không biết, pháp nào cũng được, nhưng mà điều đầu tiên là chúng ta phải đặt cho mình một cái nền móng, nền tảng vững chắc về niềm tin của mình. Niềm tin của mình là tin Phật, là một người thầy. Không có tin Phật là thần, không có tin Phật là thánh. Phải tin Phật là một người thầy có khả năng dẫn dắt cho mình, chỉ đường cho mình, chứ Phật không phải là thần thánh để ban phước cứu rỗi gì mình cả. Còn cái chuyện mình có tới cầu nguyện thì cứ cầu mà được là do cái phước, không được là do mình chưa đủ, chứ không phải không có, chưa đủ. Nhưng mà nếu mà không được thì đừng nói Phật không có linh, cầu hoài không có linh. Tại vì nếu mình nghĩ Phật linh là Phật là thần thánh,
Ví dụ bây giờ mình đem cho Phật, nói hôm nay con dâng cho Phật một dĩa xôi, xin Phật bắt đầu phù hộ, hai chấm. Bắt đầu mình mới list một cái chuyện mình muốn phù hộ, mà nhìn lại con dĩa xôi à. Tại sao mình có cầu nguyện? Tại vì chữ nguyện là mình muốn làm, mình cầu là mình muốn, nguyện là mình làm. Thế giờ xin Phật phù hộ cho con năm nay làm ăn được, nghĩa là mình muốn làm ăn được. Vậy thì phải làm ăn, chứ không phải ghi tờ giấy đó để vậy rồi vô nhà ngồi chờ không làm mà muốn ăn, đâu có được. Mình nói rõ ràng với Phật mà, Phật phù hộ cho con làm ăn, thì đó là cái ước muốn của con trình lên Phật thôi. Và con phải đặt tay xuống để con làm mới có ăn. Làm ăn mà, phải không? Cho nên rồi á, tiếng Việt mình nói chung, ăn thì phải nói. Nhưng mà tại sao chùa không cho ăn mà không cho nói? Ăn thì cho ăn mà bắt im. Mình có nói đó, nhưng mà nói trong chánh pháp. Mỗi một muỗng cơm mình đưa lên, nguyện tìm cách cho vui. Muỗng thứ hai, nguyện làm vơi nỗi khổ. Thứ ba, nguyện học hạnh thả, nguyện để lòng hoan hỷ. Thứ tư, nguyện học hạnh xả buông. Cứ bốn muỗng cơm là bốn lời nguyện. Đó là tứ, tứ gì? Tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ, xả. Hết bốn muỗng đó, làm bốn muỗng nữa. Không cần nói với ai hết, mà nói hoặc là mình ghi nhận cái ơn. Điều thứ hai á, trong cuộc sống á, mình có ăn cũng bằng cái miệng, mà mình có nói cũng nói bằng cái miệng. Vậy thì ăn thì mình ăn ngon, nói phải nói lời đẹp. Đó là cái phương pháp. Cho nên ăn là nói, mà tức thì phải tối. Không ai tức sáng hết đó. Người nào tức cũng tối hết đó. Mà tối là tối tâm. Cho nên rồi, tối thì phải tối tâm. Cho nên người nào nói trời nghe tôi nghe mà tôi tức tối á, hễ người nào tức là tâm trí mình nó mê mờ. Mà hễ mê mờ thì nói lời sai, nghĩ sai, nói sai và làm sai. Cho nên tức tối. Vậy thì mình tu để mình tức sáng, không? Mà tu rồi, hiểu chuyện rồi, làm gì có tức. Làm gì có tức mà chỉ có sáng thôi. Sáng rõ sự việc, không có gì tức. Tại cái này mình không thích, nhưng mà có người thích. Hôm qua Pháp Hòa có thưa đó, bản chất của sự việc nó không có gì đúng hay sai, do cái nhìn của mình nó sai hay đúng thôi. Thí dụ như hồi mình để cái bàn ở đây, mà lỡ mà ai bưng ở dưới á, mình nói để cái bàn ở dưới này là sai, phải đem lên đây. Ai không biết cần mang lên đây, nhưng có thể nó có một lý do nào đó mà người ta không làm được, mà mình chưa biết thôi. Như vậy khi sự việc như nó xảy ra, nó phải có cái background, nó phải có vấn đề. Cho mình hiểu được người, hiểu được việc, thì tâm mình không có buồn giận. Đặt cái nền tảng gì? Niềm tin. Phật là trí sáng, cho nên mình đặt niềm tin ở nơi Phật là không phải. Trước hết là phải biết rằng Phật là thầy. Mà mình lỡ mà nguyện không được gì hết thì mình đâu có buồn gì Phật đâu. Nói trời tôi cúng quá trời mà xin con chuyện không cho, không? Đặt điều thứ hai là niềm tin ở nơi Pháp. Pháp là gì? Pháp là giáo lý, là con đường, là lẽ thật để giúp cho mình đi cho nó đúng. Tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Giờ ví dụ quý vị lỡ mình gặp một vị thầy nào đó mà làm trật thì có gì đâu buồn. Thầy làm không đúng với lời Phật, chứ thầy làm đúng là không có vậy. Cũng giống như người ta chỉ mình cách làm bánh mà mình làm hư. Mình làm hư là tại mình làm không đúng. Vậy thì đừng có nhìn cái bánh hư mà quơ hết cái bánh này nó vậy. Là tại vì do mình làm không trúng cái bánh nó mới vậy chứ. Thì con người cũng thế. Nếu người nào làm đúng theo lời Phật nó không có vậy. Nhưng mà mình đa phần mình hay bị lệch á. Mình thấy cái người xấu á, cái sai á, là mình luôn mua luôn cả cái. Thí dụ như Pháp Hòa làm bánh cam mè, xin lỗi bánh cam đường. Ở đây có ai biết bánh cam đường không? Bánh cam bánh còng của Việt Nam mình á.
Có người làm á, rất là ngon, bột rất ngon mà đổ cái đường lên ăn nó giòn. Có nhiều người ăn xong lấy nguyên răng ra ngoài, cái đường nó dẻo quá. Giờ thì bị lấy nguyên hầm ra ngoài, trời trời cái bánh cao gì thấy ghê. Giờ thì, tại cái đường này chứ đâu phải tới cái bánh này. Pháp Hòa nói giờ đại chúng hiểu ha. Cho nên mình thấy cái gì ai sao trật á, là do cái đó họ làm trật, chứ không phải cái pháp nó trật. Cho nên cái câu mà chúng ta thường nhắc nhở với nhau là nhân hư đạo bất hư. Nhân hư đạo bất hư, con người họ sai chứ còn cái chân lý nó không có sai. Thí dụ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa nói là quý vị thỉnh 3 tiếng chuông cho Phật tử lễ Phật, thì Pháp Hòa sẽ thỉnh bon nhẹ vậy nè. Mà lấy cái này thỉnh nó mới ra cái tiếng thanh thao như vậy. Thỉnh 3 tiếng chuông thì Pháp Hòa gõ này, trời ông thầy gì, cái chuông gì dở ẹt. Tại ông thầy ông làm trật, ông đánh cái chỗ này chứ ông đánh cái này là cái tiếng nó khác. Vậy thì cái pháp này nó đúng, nhưng mà tại mình làm nó trật thôi. Vậy thì nhớ, nhìn cái người trật thì biết là cái pháp họ xử nó trật, cho nên biến cái đó trật. Phải không? Chứ đâu phải pháp nó đúng mà. Người ta dạy ráp dày dày, mình không ráp, mình ráp trật đi. Mà ráp trật thì sao nó đúng được. Ở đây có nhiều Phật tử nè, đắp y gì y nâu và xuất gia gieo duyên nè. Có nhiều vị chưa quen đó, đắp hồi nó lộn, nó lộn ngược trở lại. Ê bà đắp y kỳ vậy. Tại tôi đắp kỳ chứ y nó không có kỳ. Phải không? Cho nên mình hiểu được như vậy đó là mình hiểu chân lý. Cái đó gọi là pháp. Pháp là chân lý, là lẽ thật, để giúp cho mình thấy đúng, hiểu đúng. Còn ai có trật là tại vì đó là trật, chứ không phải là cái pháp nó trật. Cho nên mình có một cái, rồi cái thứ tư là gì? Đặt cái nền tảng căn bản nữa là gì? Chúng ta phải tin mình, tin mình có khả năng làm được những việc đó. Trong cái chữ tin đó, nó có 6 cái tin. Thứ nhất là tự tin nè, tin mình đó. Thứ hai là tin người. Thứ ba là tin nhân. Thứ tư là tin quả. Thứ năm là tin lý. Thứ sáu là tin sự. Mình có 6 cái tin đó. Thôi thì hôm nay á, buổi sáng này vì chùa còn có một khóa lễ sắp tới, cho nên Pháp Hòa chỉ thưa ngắn gọn với đại chúng ý nghĩa của một ngôi chùa có mặt. Phải không? Mình hôm nào có thời gian nữa thì sẽ nói về hình dáng của ngôi chùa. Tại sao chùa có cổng tam quan? Tại sao chùa phải làm mái cong? Thôi nói luôn đi để hết giờ. Cổng á, tượng trưng cho môn. Môn là cổng. Mà muốn đi vào phải đi cửa, phải không? Muốn đi vào phải đi cái cửa. Thí dụ như mình nói cửa lòng nè, cửa sổ nè, mắt là cửa sổ nè, thấy không? Và cái tâm mình gọi là cửa lòng. Và mình muốn làm việc gì, tu theo gọi là tu pháp môn gì. Vậy thì ai muốn đi đâu đều phải qua một cái cổng hết. Cổng nhỏ, cổng lớn gì cũng là một cái cổng. Vậy thì cái cổng đó là gì? Để mình vượt. Muốn ra cửa phải vượt cửa này, muốn vào đây phải vượt cửa này. Thì ở đây cũng thế, chúng ta muốn thành tựu, chúng ta phải vượt qua cái cửa đó. Cuộc đời này nhiều cửa lắm, nhiều cửa ải lắm. Một ngày ra cái cửa nhà mấy chục lần mà qua một cửa ải không nổi. Quý vị có quán chiếu cái đó không? Cho nên chùa làm cái cổng để nhắc mình. Có cổng lớn, cổng nhỏ. Bình thường đi cổng nhỏ, nhưng mà cổng nhỏ đó nó là trợ cho cái cổng to. Cho nên hai cửa hai bên là trí tuệ, từ bi, ở giữa là phước, cửa phước đức. Cho nên cổng tam quan đó là tượng trưng cho không, vô tướng, vô tác. Mình thấu đáo được ba việc, tất cả các pháp nó chỉ là có cái tướng tạm thôi, chứ tướng nó không thật. Thí dụ như tướng của mình đây nè, tướng nam, tướng nữ, tướng cao, tướng thấp, tướng mập, tướng ốm, tướng đẹp, tướng xấu,
tướng nào cũng có cái tướng phải không? Nhưng mà không có tướng nào thiệt hết á. Có những tướng phải đắp lên nó mới ra tướng đó. Có những tướng nó phải làm cái này. Nhưng mà thủy chung tất cả các tướng đều là vô tướng. Tại để vô trong lò đốt rồi 6 tiếng đồng hồ sau ra một tướng giống nhau. Với cái nhìn đó, với cái nhìn đó cho nên chúng ta thấy rằng á, tất cả các cái tướng chỉ là tạm có. Nhà Phật gọi nó là không. Chữ không này không có nghĩa là không có gì hết, mà là không thật có, not real, chứ không phải là nothing. There is something but not real. Cho nên gọi là không vô tướng. Vì không vô tướng cho nên tâm mình vẫn tự tại trước mọi thịnh suy, gọi là vô tác. Vô ba cửa đó rồi, vượt được cái cửa đó rồi, sống cuộc đời an vui. Thứ hai, chùa thường có cái sân. Mình vô cái cổng rồi mình phải đi qua cái sân mới vô chùa. Trừ như chùa của em nó chật cũng có cổng. Nhưng mà cái sân đó là gì? Là một đoạn đường phải đi qua, một quá trình mà chúng ta phải tới. Chúng ta muốn vô gặp Phật, chúng ta phải đi một quá trình trải nghiệm từng bước từ cái cổng vô tới đây. Khi nào mình tâm mình lắng rồi, mình sẽ gặp được Phật. Trinh hiểu ý không? Tâm mà đang bồn chồn, đang lo lắng, đọc kinh, mở cuốn kinh đọc mà trật lên trật xuống như này, chứ đừng nói là thuộc kinh nữa đó. Khi mà mở cuốn kinh ra mà tâm mà không có định rồi là đọc còn trật mà. Phải không? Cho nên á, Phật ở trong chánh điện là một biểu tượng nơi để chúng ta phải tới. Quá trình cái sân là một quá trình chúng ta định tâm. Vượt được cái cổng đó rồi, tâm mình lắng tịnh rồi, sẽ gặp Phật. Cho nên tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Hiểu chỗ đó không? Tội tiêu tâm tịnh, thảy đều không. Thế mới thật là... Như bây giờ cái nghiệp mình có vướng một cái nghèo khổ, cho nên rồi mình ở trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, túng thiếu, dơ bẩn. Nhưng mà rồi cũng có những người, người ta có cái hoàn cảnh nhà cửa rất là đẹp, nhưng mà họ bị một cái tập nghiệp là sống bê bối, quần áo bê tha, chén bát, nhà cửa lộn xộn. Mặc dù nhà rất đẹp, có nước sẵn để rửa, nhưng mà họ không thích sống sạch sẽ, thích tùm lum vậy đó. Trời, kệ thì cả đống mà không bao giờ thấy để giày lên, giày đầy ở dưới đất đó. Nhà có cây lau nhà nhưng mà lúc nào cũng thấy sình bùn ở trên cái mặt đất lúc cửa bước cửa vào. Có cái đồ mắng áo nhưng mà không bao giờ treo lên, đụng đâu quanh đó dục đó. Lột một cái áo ra, thay vì mình ra cái áo mình lấy kéo cái tay hông, lộn ngược lại. Cho nên để rồi cái tay áo trái lộn ra cái phải. Quý vị có thấy mà cái người mà người ta sạch sẽ thật bực bội mấy cái đó lắm. Rất là bực bội cái chuyện đó. Mà nội mà xếp quần áo mà lộn quần áo cái kiểu đó không cũng hết giờ nữa. Mỗi một khi mà giặt quần áo cho những người đó là bắt đầu mình vừa xếp quần áo mà mình vừa tụng. Cũng một cái cách lột áo thôi, nhưng mà lại thích lột cái kiểu như là buông. Có nhiều khi cái thùng, cái rổ để quần áo dơ, nhưng mà không bao giờ cầm lên bỏ không đó. Cách đây khoảng mười mấy năm mà Pháp Hòa có xử làm tòa án cho một cặp vợ chồng người Tây Phương. Ông chồng sống bê bối đến mức độ là, xin lỗi đại chúng, là bà vợ lên bà than phiền. Hai người Tây Phương, đệ tử Tây Phương lớp thiền thứ sáu, bà đòi ly dị chỉ vì một việc thôi, bê bối. Ông đứng ngay chỗ đó, ông thay quần áo đi làm, rồi cái ông bước ra ngay chỗ đó luôn, mặc cái rổ quần áo kế bên. Nghĩa là ông xin lỗi, ông hạ cái quần xuống rồi cái ông bước ra, ông thay quần mới rồi cái quần cũ để nguyên vậy đó. Rồi cái bà bước vô, bà thấy vậy cái bà bóc bỏ vô. Bà nghĩ mới cưới mà, thôi kệ ráng làm, nhưng mà rồi mình chuyển. Nhưng mà cuối cùng chịu nói. Và không phải chuyện quần áo không, ông uống ly sữa ông để đó. Mà thay vì cái xưng ngay đó, ông chỉ cần là để vô cái xưng thôi, cũng không làm. Từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, mỗi một lần mà ông xúc tiết là không bao giờ cái cây xúc tiết nó nằm đúng vị trí chỗ cũ.
Cứ mỗi lần xúc tuyết xong là nằm chỗ khác. Mà nhiều khi bà cần cái bà đi kiếm muốn chết luôn. Mà tôi nói bà, hai vợ chồng con thì nhỏ, bà phải vừa lo con mà vừa phải đi theo hầu ổng nữa. Chỉ có nhiêu đó thôi. Mà quý vị thấy không, đâu phải nhiều khi tại sao có cái hoàn cảnh sống tốt mà mình không có, đâu phải ai cũng rơi. Có những người người ta nghèo quá, người ta túng quẫn, người ta nhà cửa người ta bê bối thôi, đó cái nghiệp của người ta đành rồi. Nhưng mà cũng có nhiều khi mình ở một cái môi trường rất tốt nhưng mình không làm. Ở nhiều khi có một cái hoàn cảnh đi học nhưng mình đâu có chịu đi học. Có một cái mái gia đình rất đầm ấm nhưng mình đâu muốn đâu. Mình lại bắt đầu khi mà con người mà nó vui sướng quá thì sanh tật. À, bắt đầu suy nghĩ những cái chuyện sằng bậy. À, nhiều khi dư tiền dư của cũng không biết thay gì bố thí làm lành hay là để dành cho con cháu hay đầu tư làm ăn thì lại phung phí một cách hoang phí. Đời sống của chúng ta, một là mình phải chi phí. Mỗi ngày mình có chi phí không? Có. Thí dụ như cần đi mua thức ăn, đó là chi phí. Phần phải đổ xăng, cần đóng bảo hiểm, chi phí. Nhưng có những người ngoài cái chi phí họ còn hoang phí nữa. Chứ đâu phải chi phí không. Thành ra cuộc sống của chúng ta ai cũng có cái nhu cầu. Nhưng mà con người ngoài nhu cầu, con người còn có một cái khổ nữa là tham cầu. Chứ còn cái nhu cầu là chuyện bình thường. Cần chiếc áo để mặc, cần cái chiếc xe để đi, đó là nhu cầu. Cần cái nhà để ở, nhu cầu. Nhưng nếu mình biết cái túi tiền của mình, mình biết thành viên trong gia đình mình bao nhiêu người để mình mua sắm cái nhà mình ở, thì đâu có chuyện gì khổ đâu. Nhưng nhà mình được có 3 người mà đi so với cái nhà 10 người, nhà bên kia bự hơn nhà mình, không được. Nhất định phải kiếm cái nhà bự cho bằng, có 3 người ở à. Thì hễ nhà bự thì tiền nhiều. Người ta 10 người ở thì người ta share tiền, người ta trả, ta dân ta đâu có khổ. Còn mình tự nhiên muốn bằng với người ta cho nên tìm cái nhà bự kế bên giống vậy. Mà có 3 người ở thì hụt tiền. Rồi mà hễ hụt tiền á, thì quạo quọ, rốt cuộc ở nhà bự nhưng mà gây lộn mỗi ngày. Thành ra đó là cái đó gọi là một cái ví dụ của tham cầu. Mình phải tự biết mình, nhà mình bao nhiêu người, tiền mình có bao nhiêu, để mình mua sắm cho nó đúng mức. Không ai cản trở mình chuyện đó. Cái đó gọi là nhu cầu cần có. Đây Phật dạy rồi, cái đó đạo Phật gọi là tri túc. Tri túc nghĩa là anh biết đủ và hãy sống theo cái đủ của mình có. Chứ tri túc không có nghĩa là thôi biết đủ rồi, đừng cầu tiến nữa. Không phải. Mình có khả năng học tới tiến sĩ cứ học. Mình muốn học tới loài sĩ cũng được. Không ai cản trở gì được mình hết á. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta phải biết mình để chúng ta xử đúng cái nhu cầu mà mình có. Cho nên là cái khổ của chúng sanh mà không có là nếu mà chúng ta chỉ biết được cái nhu cầu mình, chúng ta không tham cầu thì không có khổ. Nếu chúng ta chỉ biết rằng mình đi làm có tiền để mình chi phí và không nên hoang phí. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta có phước thì chúng ta phải dụng phước chứ đừng có phí phước. Mà hãy phí phước là sẽ tổn phước. Mà tổn phước rồi sẽ mất phước. Giống như tiền của thôi. Mình có sử dụng đúng thì tiền mình nó vẫn xài nhưng mà nó không có đến nỗi hao tốn. Còn không biết thì mình sao? Tốn tiền, phí tiền, mất tiền, hao tiền và cuối cùng sạt nghiệp. Thì cái phước mình cũng vậy thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, có một cái điều là chúng ta tư duy nè. Tiền của chúng ta có được, chúng ta xài trong đời này chỉ hết đời này thôi. Tắt thở rồi là không có gì theo mình được hết á. Chỉ có một cái theo mình ngay trong đời này và kiếp sau, đó là cái phước của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì cái phước nó là cái không có hình tướng. Mà chính nó không hình tướng nó mới theo mình trong đời này và kiếp sau. Có ai giàu đến mức độ là chết và đem hết cả tiền của chôn dưới đất không? Không. Không bao giờ. Thậm chí có nhiều người họ biết trước. Họ là tỷ phú họ biết trước. Tiền của họ để lại cho con cháu. Không nên để nhiều. Cần vẫn phải cho. Cho nên họ tuyên bố với public luôn. Mỗi người con có được 1 triệu. Còn tất cả tài sản còn lại từ thiện hết. Tại vì sao? Tại vì
để lại cho con tiền của nhiều, chưa chắc cái đó là phước, mà không chừng nó là họa. Bởi vì nó có tiền, thí dụ nó đi làm, nó sống, nó biết chừng mực, mà nó dư tiền là bắt đầu nó sanh tâm. Bởi vì đã là chúng sanh mà thiếu cái tư duy, thiếu tu tập, thiếu trí tuệ thì cái sanh tâm nó dễ lắm. Đừng nói chuyện sanh tâm tiền của, đủ thứ chuyện hết. Thí dụ như mình đi con người, giữa con người nam với nam, nữ nữ đây, chúng ta giao tiếp mà không có chánh niệm, tình cảm cũng dễ sanh vậy, chứ đâu phải bình thường đâu. Cho nên làm gì làm thân thiết cỡ nào cũng phải có cái chừng mực. Để chi? Để nó không đi quá cái việc làm. Mà nếu mà chưa đến tới cái hành động thì nó cũng khởi trong tư tưởng của mình. Thành thử ra tất cả đều là do cái cách tư duy quán chiếu của mình. Thì đời sống của chúng sanh cũng vậy. Tại sao cũng cùng một con người, nhưng mà có người thì giàu có, sang trọng, nhưng mà có người giàu có nhưng mà không có sang. Có người giàu có nhưng mà lại càng bủn xỉn, càng keo kiết. Còn người thì thân thì không tiền mà thích xài phí, thích làm sang. Nó đủ kiểu, đủ cách trên đời này hết. Đều do cái cách tư duy quán chiếu học tập của mình. Vì cho nên á, đạo giáo á, riêng về đạo Phật á, là để làm gì? Là để giáo hóa cái cách tư duy chúng ta. Tư duy như thế nào để chúng ta đưa tới hành động sống ngay trong đời này, chúng ta có cái phước mà chúng ta dụng phước được. Pháp Hòa ví dụ á, mình đi học ở trong trường, tất cả mọi loại người ta thường dạy cho mình một cách tận dụng những cái vật dụng mà chúng ta có được. Để làm gì? Thật ra có nhiều cái nó có thể sử dụng được, mà tại mình không biết tư duy để sử dụng, mình cứ phi. Pháp Hòa là thường hay thực tập như vậy, ngay trong tới bây giờ. Một tờ giấy, bất cứ cái gì, mình không phải là keo kiết, nhưng mà mình phải tận dụng, sử dụng, tận dụng để làm gì? Để chúng ta không bị tổn hao. Trước mắt là thấy tiền của nè, thấy không? Nếu mà nói xa xôi là gì? Cái phước. Cái phước đó. Bây giờ quý vị thấy mở mắt ra cái gì cũng sẵn hết đó. Tại mình không có đi làm đâu, mình biết. Cho nên chính người không đi làm mà mở mắt ra mà có sử dụng rất dễ phung phí. Phong và ví dụ mình không đi chợ, cứ ngồi ở nhà ăn không, người ta cứ mua về cho mình ăn, không bao giờ hỏi giá, không bao giờ biết giá cả ngoài chợ, phí lắm. Lâu lâu đi chợ rồi biết, trời ơi, cái món này mình thường ăn mà mình cứ ăn phân nửa mình dục, bữa nó 50 đồng một hộp, 40 đồng một hộp, mà đa phần mình phung phí, cứ ăn nữa phải bỏ nữa. Bây giờ quý vị thấy đi chợ mắc không? Quá chừng. Hồi đó mình có 50 đồng, 100 đồng đi cả xe, bây giờ 100 đồng không là gì hết. Thành thử rằng mình có đi chợ, mình mới hiểu được cái giá cả để chúng ta biết chi dùng cho nó đúng. Pháp Hòa cứ nhắc nhở cái chuyện đó hoài. Tại vì đôi khi mình không phải là người đi chợ, mình cứ lúc nào mình cũng thấy trước mặt mình đầy đủ các món ăn. Không phải từ trên trời rơi xuống, từ trong không phải dưới đất mà nó nhồi lên có lên cho mình ăn. Người ta khổ công cực khổ đi làm kiếm tiền, dành dụm mua sắm cho mình ăn, thì mình ăn bằng cách trân quý và thận trọng, không để phung phí. Những gì chúng ta có, thí dụ như ở trong nhà mình cũng vậy, từ giấy lau tay, giấy đi cầu, giấy vệ sinh, bất cứ mọi sử dụng trong nhà, đôi khi mình đâu có mua sắm gì đâu, mẹ mình mua, ba mình mua, anh chị mình mua, mình không có biết. Nhưng không phải tự mà có đâu, mình phải biết được cái giá trị của mọi thứ và chính cái phước của mình. Mình mà không có phước á, một xem ta cũng không cho. Mà nếu nói gần gũi là từ cái gì? Từ cái tình thương người ta đến với mình, mà mình không biết trân quý thì mất cái phước đó. Mà mất cái phước là mất tình thương nè, mất sự yểm trợ nè, mất đủ thứ hết. Cho nên luôn tâm niệm, cái gì mình có trong đời này, xài hết đời này thôi đó. Có phải không? Đó, cái quần, cái áo, cái nhà, cái xe, tiền của mình có được, hễ mình chết một cái rồi thôi. Thậm bởi vì cho nên nó sợ mất lắm, phải làm di chúc, phải đi sang tên, phải làm bảo hiểm vân vân.
Mình biết rất rõ là tại mình không có chuẩn bị sẵn là mất, chứ không thêm theo được. Vậy bây giờ chính cái của tạm này nè, chính cái của tiền của tạm này, nhưng nó giúp cho mình tạo cái phước trường lưu. Thí dụ giờ mình có tiền mình đi bố thí, chính cái tiền của tạm này nó giúp cho mình một cái phước lâu dài. Cho nên Phật dạy có một bài, cái bài pháp rất hay: lấy cái của tạm để có được cái chân thật, trong đó lấy tiền của tạm để tìm cái phước lâu dài. Lấy cái thân ngũ uẩn tứ đại giả hợp tạm bợ này tạo cái phước dài lâu, bằng cách là sống làm lành, cúng công hiến, dấn thân. Cái thân này nó tạm, nó chỉ một vài mươi năm thôi, phước báo thì được ba số, còn bình thường là hai số thôi, phải không? Thành thử ra cái thân này nó tạm, nhưng trong khi nó tạm nè, nó giả nè, hãy tìm làm được những công việc chân thật quý báu. Đó, tiền của tạm tạo ra phước lâu dài. Cái thân này tạm nhưng mà có thể tạo ra cái phước lâu dài. Quý vị thấy có những vĩ nhân, người ta làm ra được những cái chuyện, bây giờ ta chết từ lâu lâu rồi mà cuộc đời hiện nay vẫn sử dụng những gì họ đã cống hiến ra. Ví dụ như người suy nghĩ chế ra được chiếc máy bay, người suy nghĩ chế ra được điện thoại, người suy nghĩ chế ra được internet, vân vân đó. Họ tức sao cũng chết, và thậm chí đã chết hay là sẽ chết, nhưng mà rồi những gì họ cống hiến lại cho đời nó trường lưu. Thì chúng ta cũng vậy, mình trước sau cũng rã ra bụi hết, nhưng một lời nói nó xuất phát từ cái miệng tạm bợ này, cái lời nói đó có thể được sử dụng, được ứng dụng, được học hỏi. Thí dụ như các bậc thánh nhân, lời dạy của quý ngài, như Đức Phật của mình thí dụ vậy, ngài đã mất cách đây 2000 mấy trăm năm rồi, nhưng mà lời dạy của ngài, cái lời nói phát xuất từ cái miệng trên một thân thể tạm bợ, bằng một cái tư duy chánh pháp, cho nên lời nói chánh pháp nó mãi còn. Cho nên một số sinh bào thai, đây cũng là một cái nghiệp phước của họ. Một kẻ ác thì sinh địa ngục, tùy theo nghiệp. Hễ mà mình tạo cái nghiệp loài người thì sinh bào thai, mà tạo cái nghiệp địa ngục thì ở địa ngục. Người thiện sinh lên cõi trời. Đời này mình tạo đủ cái phước thì mình không phải ở trong cõi người mà sinh về cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Nhưng mà địa ngục, loài người hay cõi trời tùy theo phước nghiệp. Duy cõi niết bàn dùng cho những người đã sạch phiền não sanh tử. Mấy ngày nay á, hiện tại mỗi thứ bảy á, đại chúng thường đi học lớp học á, thì nghe học kinh nó sâu sắc hơn. Hiện nay đang học kinh Kim Quang Minh, và hiện đang học tới cái đoạn mà Đức Phật dạy cái nghĩa sâu sắc của chữ Niết Bàn. Niết Bàn không phải là nơi chốn đợi khi mình chết đi, nhưng mà Niết Bàn là khi nào trong tâm tư và cách sống của mình. Ví dụ như trong kinh Kim Cương Minh nói, nếu mình sống mà không còn chấp trước. Chấp trước là gì? Đây, mọi hình thức sử dụng trong cuộc đời này, đây là phương tiện chúng ta tạo hết á. Chúng ta tạo ra ngày, giờ, năm, tháng, lễ nghi, cúng bái, bày tỏ mọi cái hình thức kỷ niệm cũng như lòng tôn kính. Người sống mình cũng phải cúng, người chết cũng phải cúng, mà hãy cúng với người sống cúng khác. Cũng bày mâm cơm ra, đũa, chén, trà, chung, đủ thứ hết, nhưng chỉ có không có nhang đèn thôi. Đó, mình mời khách tới ăn cơm là một hình thức cúng chi gì nữa. Để sẵn hết trơn vậy đó, rồi cái tới giờ ăn cái mời các anh chị lên dùng cơm thì mình cúng y chang vậy, cũng bày lên mâm cơm, nhưng mà chỉ có khác một chút là có cây nhang. Má ơi, má về ăn cơm với con. Ba ơi, chết cũng cúng, sống cũng cúng, chỉ có khác một chút vậy thôi. Rồi bây giờ ví dụ mình ở một cái hoàn cảnh nào đó, mình phải bày ra cúng dỗ cho mẹ, cho ba, nhưng lỡ không thể thắp nhang được, mình mời không được không? Được không? Được. Nếu mình ở một cái hoàn cảnh mà không thể thắp hương, nói không cũng được,
Má ơi, hôm nay kỷ niệm ngày má mất được 5 năm, các con cháu nhớ nghĩ đến má, cho nên làm một bữa cơm để bày tỏ lòng hiếu thảo nhớ má. Má về má ăn cơm với tụi con. Mình nói bằng cái tâm của mình, hình thức mời chứ gì nữa, cúng chứ gì nữa. Nhưng mà nếu mà mình nó không được, cúng phải có cây nhang, đây là chấp. Mà có bữa nay mọi việc tươm tất hết, chỉ vì cây nhang mà gây gỗ thôi, mất niết bàn. Mất niết bàn rồi. Lo bàn không quên mất, quên hết, quên niết. Niết bàn. Niết bàn là trạng thái khi tâm không còn dính mắc, vì chúng ta biết rằng tất cả các pháp chỉ là phương tiện bày tỏ tấm lòng, cách nào cũng được. Ngày hôm qua có một gia đình lên, bà cụ nói với Pháp Hòa, bây giờ là con là năm nay là tám mấy rồi, mà bây giờ mấy chục năm nay sống toàn là làm theo gia đình bên chồng dặn, cúng ông cố, ông nội, bà nội, cúng mấy chục năm nay, bốn mấy năm chục năm làm dâu gia đình này là cứ cúng miết vậy đó. Bây giờ con làm hết nổi rồi, thầy có cách nào thầy bày cho con làm gọn. Pháp Hòa nói hồi nào giờ Pháp Hòa nói hoài cái chuyện dỗ chung. Họ nói thôi bây giờ con xin phép là từ tất cả, từ bà nội trở lên là con cúng chung ngày. Chỉ có chồng con mới mất cách đây mấy năm mà thôi, và các con còn. Pháp Hòa nói ông mới mất và những người gần ông nhất là con ông, cho nên bác cứ giữ cái ngày dỗ riêng của ông, còn tất cả ông bà tổ tiên đó bác dồn bác cúng ngày đi. Một là bác chọn một cái tuần nào trong tháng 8 vì dịp lễ Vu Lan, còn không bác chọn cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, thông báo chung từ nay về sau cúng chung ngày nào đó, mình quy định một lần thôi. Và rồi á, lúc còn mình á, mình bày nha, khi mình bắt đầu yếu rồi nên gọn đi, gọn để chuẩn bị bày cho con, mai mốt má không còn, ba chung trà, dĩa bánh cũng được rồi. Cái quan trọng là cái tưởng niệm ngày con cháu còn nhớ mình. Cũng giống như bây giờ nè, mỗi một lần lễ nó mua quà cho mình, mà bây giờ nó không có mua gì cao lớn hết á. Ví dụ nó ở nhà nó mua cái bánh được không? Cũng được. Bây giờ là nhiều khi sinh nhật người ta làm gọn lắm, không cần phải một cái birthday cake nữa. Đi vô mua cái cupcake á. Mua cái cupcake cũng được rồi. Sợ ngọt muốn chết, ăn gì hết cái khét kia, mua một cái tượng trưng thôi. Đó, bây giờ quý vị thấy sinh nhật giờ còn có cái cấp khét à. Chứ đâu còn birthday khét nữa đâu. Đó, thì còn sống cũng đã ứng vậy rồi, thì chết cũng có khác gì đâu. Cái quan trọng là cái cách sống của chúng ta. Cách sống như thế nào mà chúng ta có đủ phước rồi, không cần phải lo, không muốn nó cũng tới nữa. Còn vô phước rồi đó, muốn cầu gào thấu trời xanh mà có thấu đâu, cũng không có gì hết. Cho nên tất cả tùy vào cái phước sống của chúng ta. Đó là cái câu thứ 126. Câu 127: không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Câu 128: không trên trời giữa biển, không lánh vào núi động, không chỗ nào trên trời trốn khỏi tai thần chết. Hai câu thôi, nhưng mà nó cái khác cái ý, tức là ba việc. Không trên trời giữa biển, tức là giữa không gian này, trên mặt biển hay trong lòng biển. Không chỗ, không lánh vào núi động, tức là vùi mình vào trong hang sâu núi thẳm. Không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp, tức là không có trốn được, mình dù mình ở đâu cái nghiệp quả nó đến không trốn được. Rồi ngược lại cũng thế, dù mình ở trên trời hư không, trong núi rừng vân vân, ở dưới biển cũng không trốn được cái chết. Con người mình có hai việc, một là ác nghiệp, ác quả, hai là cái chết. Thì cái câu này á, là Pháp Hòa nhớ lại Đức Phật có nói một bài kinh. Bài kinh này có tên là Bốn Điều Không Thể Được. Pháp Hòa có giảng kinh này rồi. Quý vị nào muốn nghe đi vô YouTube bấm Không Có Thể. Bài Pháp có tên là Không Có Thể. Thì Đức Phật có nói như thế này, trong kinh kể lại. Thì một hôm Đức Phật đang ngồi với các thầy, thì Phật nghe
bốn người tu tiên, tu mà có thần thông á, họ bàn với nhau. Họ nói giờ mình tu cũng khá khá rồi, có một chút thần thông rồi, mà sợ chết lắm, bây giờ làm sao mình trốn được chết đây. Ông thứ nhất ông nói tôi không lo, tôi sẽ bay vô trong hư không, trên cái khoảng không tôi trốn, làm sao mà con thần chết nó kiếm tôi được. Người thứ nhất nói vậy. Người thứ hai nói tôi không lo, tôi chui vô đám đông, chỗ nào mà rần rần vậy đó, giống như vừa rồi mấy cái hội chợ, mấy cái tiệc tùng vậy, tôi chui vô đó, tôi trốn trong đó, cái con thần chết sao nó kiếm tôi được. Hai người. Người thứ ba nói tôi không lo, tôi chui xuống biển, tôi lặn sâu dưới đáy biển nó kiếm sao được. Người thứ tư nói tôi không lo, tôi có thần thông, tôi vẫn thần thông, tôi chui vô đá, tôi chẻ đá làm hai, tôi nằm trong đó, tôi khép đá lại, nó kiếm tôi sao ra. Nhưng mà Đức Phật, quý vị biết không, Đức Phật mới nói á, bốn người nghĩ bốn cách phải không? Thì cái người mà hết nghiệp á, đang bay lơ lửng rớt cái bịch chết, đang ở dưới nước vậy đó, tắt thở chết, cá nó rỉa, đang ở trong núi chết, chim muôn thú dữ nó ăn, phải không? Đang ở trong đám chợ lăn đùng rồi chết, bị ta đạp chết. Quý vị có thấy những cảnh đó chưa? Đi chơi mà cuối cùng thành đi chết, cho nên kêu chết chơi. Tức là mình nhiều khi mình đang ở có những cái cơn sóng thần đó, như những năm trước đó, người ta đang ngồi tắm biển, đang phơi nắng, một cái cơn sóng thần nó ập đến. Ở đây muốn nói là khi cái nghiệp quả, cái chết, cái duyên chết nó đến rồi, không thể nào hết. Hôm qua có một gia đình lên gặp Pháp Hòa, thì tại vì người thân á, mất một cách đột xuất, thì người ta không cam tâm. Người ta mới hỏi chứ người ta đã làm gì, hay là tại sao, hay là có phải tới giờ chưa mà ba con chết, má con chết kiểu như vậy. Thì Pháp Hòa mới đưa một, Pháp Hòa mới nhớ lại trong kinh Đức Phật có nói con người chết có bốn nguyên do. Nghiệp nó đến cũng giống như, thí dụ như một cây đèn còn dầu. Có nhiều khi mình thấy cây đèn còn dầu, sức mấy mà dầu này nó, đèn này nó tắt. Nhưng mà không phải do dầu cạn, mà do cái gì làm nó tắt? Gió thổi nó tắt. Như vậy cũng đừng bao giờ ỷ lại cây đèn mà còn dầu, đèn không tắt. Cũng đừng nghĩ rằng mình trẻ, mình khỏe mà không chết. Nghiệp nó tới là chết. Phật ví dụ cái nghiệp giống như cái gió nó thổi tới. Rồi bây giờ có những cái đèn còn dầu cháy, nhưng mà mình thấy hết dầu rồi mà tại sao nó vẫn còn cháy? Do cái gì nó còn cháy? Do cái dầu nó thấm trong cái tim đó, nó rút lên, nó còn tạm, nó sống được, nó còn cháy được khoảng nào đó, cái hết dầu rồi cạn, cái tim nó ráo dầu thì nó cũng phải chết. Ý Phật muốn nói gì? Cái chết nó giống như là dầu hết thì đèn tắt. Đó. Nhưng mà cũng có khi không phải do gió, không phải do cái hết dầu, mà do con người chúng ta tạo một cái phương tiện nào đó để cho nó tắt cái đèn đó. Cũng giống mình thôi. Nhiều khi mình đang có một cuộc sống rất tốt, nhưng mình tự mình đi tìm tới cái chỗ bại vong, khổ não. Cho nên tất cả phải hiểu rằng củi hết là lửa tắt, dầu cạn thì đèn tàn, trái nó chín thì nó tự phải rụng. Muốn nó ở trên cành tiếp tục nó không thể, mà trái nó chưa chín mà mình muốn nó rụng không thể, trừ khi nào lấy cây mình làm cho nó rơi xuống. Mà nó còn sống, nó còn non, muốn nó chín cũng không được, trừ khi nào ép cho nó chín, gọi là vú ép. Không, người ta không thương mà biểu người ta phải thương thì gọi là gì? Ép gì? Ép duyên. Vậy thì cái duyên nó chưa đủ mà mình lại ép cái duyên, mà cái gì mà ép thì nó không vui. Cho nên đa phần những cái duyên ép nhiều khi gắn gượng sống chứ hạnh phúc không có, mà nội tâm thì rất khổ đau. Cho nên tất cả không thoát được cái duyên cái nghiệp.
ở trong những cái lời của Tam Phật dạy, chúng ta thường hay sợ cái nhân nó đến. Nhưng mà khi cái nhân á, thì các vị Phật Bồ Tát người ta sợ lắm, tại người ta thấy được cái quả. Pháp Hòa ví dụ đi, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình nè, mình người lớn nè, mình đủ tư duy rồi, thì mình thấy là ăn chơi lêu lỏng, không có tương lai. Mình thấy rõ một cái nhân và cái quả đó. Nhưng một em trẻ nó lớn lên, nó đâu có thấy điều mình nói đâu. Và nó nghĩ rằng mình là luôn luôn không thương nó, cản trở cái chuyện vui sướng của nó. Tại vì mình là người lớn, cái tuệ mình nó hơn, cho mình thấy được cái, mình đã thấy biết bao nhiêu người tạo cái nhân đó, đi vào con đường đó và kết cuộc là cái quả như vậy. Nhưng mà chúng sanh nó chưa thấy được cái đó, đâu thấy. Cho nên trong kinh Địa Tạng mới nói đó, ví như người đi lạc đường, bỗng có một người tới nắm tay: anh có cái đạo lực gì mà dám vào con đường này? Đây là con đường nguy hiểm, dẫn ra khỏi con đường đó rồi, nhưng chưa yên tâm, phải dặn anh chớ vào con đường hiểm này, và nhớ nói với mọi người rằng đây là con đường hiểm. Đó là cái việc làm của chúng ta. Cho nên á, ở trong cái bài Quy Sơn Cảnh Sách đó, Tổ Quy Sơn có dạy: nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị, thanh hòa hưởng thuận, hình trực ảnh đoan, nhân quả lịch nhiên, khởi vô ưu cụ. Nghiệp quả sở khiên tức là cái quả nghiệp báo mình tạo đó không thể tránh. Nghiệp quả sở khiên, nếu mà nó đã thành trái rồi thì thành nan đào tị, đừng mong mà trốn thoát. Giống như bây giờ mình mượn nợ người ta, mượn nợ người ta xài hết trơn rồi, đừng có mong trốn nợ. Đừng có mong trốn nợ. Mình ở đâu người ta cũng kiếm ra được mình hết. Thí dụ như giờ mình mượn tiền xã hội đen thì người ta thanh toán mình theo luật của giang hồ. Còn nếu mình mượn nợ đúng luật pháp, vô ngân hàng ký giấy mượn nợ vân vân, họ sẽ có luật pháp đối với mình. Nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị. Như cái tiếng nó hòa thì cái âm thanh nó vang, gọi là thanh hòa hưởng thuận. Cái tiếng mà nó hay rồi á thì tự nó vang, thanh hòa hưởng thuận. Thì cũng giống như cái tướng của mình nó thẳng thì cái bóng mình nó phải ngay, hình trực ảnh đoan. Nhân quả lịch thiên, cái nhân quả nó không có sai đâu. Tại sao không khởi cái tâm sợ hãi nó, khởi vô ưu cụ? Tại sao mình thấy cái chuyện là hình trực ảnh đoan, hình ngay là bóng thẳng, không bao giờ có chuyện là cái hình thẳng mà bóng nó lệch được. Hình ngay thì bóng thẳng. Cái shape của mình nó như vậy là cái shadow nó mà straight thôi, hình trực ảnh đoan. Nhân quả lịch thiên, khởi vô ưu cụ. Cố kinh văn, kinh nói rằng: giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Cố tri tam giới hình phạt quan bán sát nhân, nỗ lực cần tu mạc không quá nhật. Nói xong rồi, Tổ Quy Sơn dạy tiếp. Cho nên kinh dạy rằng, dù cho trăm ngàn ức kiếp, gọi là giả sử bách thiên kiếp, chiều trăm ngàn ước kiếp, cái chỗ tạo nghiệp của mình không bao giờ mất, sở tác nghiệp bất vong. Chẳng qua là gì, nó chưa đủ nhân duyên để nó hội ngộ thôi. Nhân duyên hội ngộ thời, đủ nhân duyên rồi thì quả báo hoàn tự thọ. Cái quả đó nó trở lại với mình. Thỉnh thoảng mình đọc báo, mình thấy có những người ta làm phạm pháp 50 năm trước, bây giờ ngồi lên hết. Có những người ta làm tội ác 200 năm trước, tự nhiên một bây giờ, tự nhiên đến đời bây giờ, ở đâu nó đủ duyên đủ nhân nó lại phát hiện ra chuyện đó. Ngày xưa ở bên Ấn Độ, khi mà có những thiên tai chiến tranh, những báu vật, những cái gì mà liên hệ đến cổ xưa đó, nó nằm chôn dưới lòng đất. Vậy mà 2000 năm sau, người ta có cơ hội phát hiện ra những cái bảo vật đó hết.
Và vừa thưa đại chúng, xá lợi của Đức Phật á, cũng đã một vài lần tìm được nhờ cái nhân duyên như vậy. Do một cái nhân duyên á, là người ta khai quật được cái khu vực đó, đào lên được một cái hộp, và trong đó có 7 thứ báo, làm 7 lớp, lấy ra được một viên xá lợi. Và ở trong đó ghi rõ đây là xá lợi của Thích Ca Mâu Ni, dòng tộc của dòng họ Thích. Người ta mới xác định được cái này là một bảo vật. Rồi cái thời chiến tranh bên Trung Quốc, thời nhà Đường, người ta đem xá lợi Phật và bảo vật chôn dưới lòng tháp từ thời nhà Đường, tức là khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7. Vậy mà quý vị biết, đến năm 1983, do một cái trận lũ lụt ở cái vùng đó, thì cái chân tháp đó nó bị hư sập. Thì sau khi lũ lụt hết thì người ta mới làm một cái cuộc trùng tu. Thì khi mà đào ra, khi mà đào móng ra, phát hiện ở dưới lòng móng lại là một bí đạo. Là một bí đạo cuối cùng mở ra là một bảo tàng, 200 món vật được chôn trong đó. Trong đó có một cái hộp xá lợi, cái lóng tai Phật. Nó nằm ở thành Trường An, tức là thành phố Tây An bây giờ. Chùa đó tên là chùa Pháp Môn. Ngày nay quý vị có đi tới nơi đó mà quý vị thăm viếng, người ta vẫn giữ nguyên cái hiện trường đó, cho mình biết, mình đi xuống cái lòng đất, mình thấy được cái bối cảnh ngày xưa người ta đã chôn bảo vật như thế nào, và người ta đã ghi lại những gì đã để lưu trong đó. Phải không? Nghiệp quả sở khiên thành đang đạo tị. Nó đủ nhân đủ duyên rồi thì nó có mặt thôi. Sở tác nghiệp bất dung, nhân duyên hội ngộ, thời quả báo hoàng tự thọ. Cố tri tam giới hình phạt, quan bán sát nhân. Phải biết rằng trong tam giới, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cái hình phạt nó trói buộc con người. Cho nên nỗ lực cần tu, phải nên nỗ lực chuyên cần tu tập. Tu tập đây là không phải cạo đầu mặc áo, gõ chuông gõ mõ, nghĩa là tu tập cái tâm sân si phiền não của chúng mình. Nỗ lực cần tu, mạc không quá nhật, đừng nên để trễ một ngày nào hết, đừng bỏ qua một ngày nào hết. Tu ít tu nhiều, mỗi ngày phải tu. Cho nên Pháp Hòa cứ năn nỉ hoài, ráng tụng kinh ngày 15 phút đi, 15 phút thôi. Niệm Phật ngày 15 phút đi, tụng bài kinh ngắn 15 phút mỗi ngày đi. Mà nếu mà quý vị suốt đời này, từ đây cho tới ngày mình viên mãn, 15 phút ngày thôi, nó gom lại cũng được mớ. Còn ổng tu giống như mình bỏ ống vậy đó, cứ ngày xem đi, đập cho ống heo ra cũng được vài chục. Mà hễ mà bỏ được ngàn đồng, đập ống heo được vài trăm. Bỏ ngày 10 đồng, bỏ hết ống heo ngày vài ngàn. Nhiều ít do mình, nhưng mà cuối cùng tiền vẫn có. Phước đức cũng vậy, mỗi ngày 15 phút gom lại cũng được vài tháng. Nếu một ngày tu nửa ngày gom lại cũng được vài năm. Chỉ có quan trọng là chịu tu không. Mà học tụng kinh cũng phải thành Phật, ngồi thiền cũng phải thành Phật. Nhưng mà muốn thành Phật không, không thể thiếu cái đó. Bởi vì cái đó là cái lúc mình làm gì? Tịnh ba nghiệp. Khi mình tụng kinh là không nghĩ bậy, là tịnh ý nghiệp. Miệng không nói bậy nữa, tịnh khẩu nghiệp. Thân ngồi im tụng, tịnh thân nghiệp. Nghiệp là do ba chỗ mình tạo, thân, miệng, ý. Mà bây giờ chịu ngồi lại tu 15 phút, tịnh nghiệp được 15 phút. Dồn lại, tịnh nghiệp được lâu. Lâu ngày nó thuần, nó thuần thì tự nhiên có một con người vậy. Cũng giống như mình làm việc thôi, mỗi ngày mình làm chút, làm riết nó thuần. Bây giờ trời ơi, sao cái anh đánh nhanh tay như vậy? Dạ không có gì đâu, chẳng qua lâu ngày nó quen tay thôi. Cuối cùng có bà trẻ để chúng nghe câu chuyện thời Phật. Cái anh này anh đổ dầu. Anh cầm giỏ đổ rót vô mà không sai một giọt nào hết. Thế thì người ta khen, người ta vỗ tay. Thì Đức Phật mới nói, nếu mà nghĩ cho cùng không có gì lạ đâu, làm lâu ngày nó quen tay thôi. Người tu cũng vậy, mình đã mỗi ngày mình làm, lâu ngày nó thuần thục. Mà con người mình ráng làm sao giữ thân miệng ý như đổ dầu vô trong bình, không lệch một giọt. Cái nghĩ suy, cái hành động, cái nói năng, ráng làm sao
cho nó rót vào trong bình, đừng để nó rơi rớt tạo những cái nghiệp không lành. Buồn giận với nhau do nói à, do cử chỉ, do hành động. Có nhiều người không nói mà hành động cái bị giận. Đó, có nhiều người do không phải hành động mà do lời nói. Thành ra rốt cuộc rồi quý vị nghĩ kỹ rồi đó, đời sống con người mình đó, anh em chị em bà con quyến thuộc, chúng ta hờn giận nhau, buồn phiền nhau, trách móc nhau, không có gì đâu ngoài ba chuyện lặt vặt nói hành động vậy thôi. Trời ơi, chuyện nó qua rồi mà cũng trách hoài thì đúng rồi, móc ra mới có trách chứ kiểu trách móc. Không móc lấy gì trách. Mà ở đâu có cái móc có mà để mà móc ra, tại có chứa. Tại có chứa mới có để móc. Còn xả rồi là hết có chuyện để móc, chứ không còn trách móc. Thôi, Pháp Hòa dừng ở đây, qua sau ba câu pháp cú ha, để chúng mình học. Rồi mình nhớ, dù mình không học thuộc nhưng mình nhớ cái ý, lấy cái ý mà tu. Được như vậy thì học Phật á, là mỗi ngày phải làm sao mình có cái tiến bộ trên con đường tu tập, mà nhất là giảm được 6 cái căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Giảm được cái đó là mừng rồi. Chúc đại chúng an lạc.